Xin chào quý thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cùng các em học sinh sử dụng phần mềm Geometry để chúng ta có thể ôn luyện và có thể chứng chỉ MOS. Thì đầu tiên để thực hiện được thì chúng ta phải có một tài khoản Geometry. Để tạo tài khoản Geometry, chúng ta yêu cầu phải có một mail. Nếu như không có mail thì khi chúng ta mà quên mật khẩu thì rất khó để cho chúng ta lấy tài khoản. Vì vậy, khi tạo tài khoản chúng ta sẽ vào setup sau khi chạy phần mềm Geometry. Trong khi tạo phần mềm chúng ta sẽ thấy những chỗ có đánh dấu sao là những chỗ yêu cầu bắt buộc chúng ta phải nhập. Ví dụ như là first name là tên. Last name là tên. Ví dụ như tôi là Trần Hoàng. Ở đây quốc gia chúng ta bắt buộc phải chọn. Ở đây chúng ta chọn đó là Việt Nam. Được không ạ? Rồi. Khi chúng ta chọn rồi thì hai cái nội dung dưới này chúng ta không cần phải bắt buộc phải ghi. Địa chỉ email thì ở đây không bắt buộc ghi, nhưng chúng ta nên ghi vào để làm gì? Khi mà chúng ta mất tài khoản thì nó sẽ hiện mật khẩu về địa chỉ email của mình. Vậy thì ở đây tôi sẽ đặt username. Đây là tên để mà chúng ta nhập khi chúng ta vào. Thì ở đây là trường này. Ở đây password, bắt buộc chúng ta đặt một cái password nào đó. Rồi. Đó là chúng ta đặt password. Ở đây chúng ta có đó là câu hỏi, thì ở đây chúng ta chọn một cái câu hỏi nào đó, ví dụ như tên cuốn cân của bạn. Ví dụ như tôi ở đây tôi đặt cái miếng đi, ví dụ vậy. Và chúng ta phải nhớ cái này để sau này khi mà chúng ta quên password thì người ta sẽ hỏi cái này, hiện ra câu hỏi này và chúng ta trả lời đúng đáp án này thì nó sẽ trả về password reset về cái mail này của chúng ta. Sau đó chúng ta click vào I accept và chọn đó là confirm. Rồi. Sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ thấy hiện lên một cái thông báo là chúng ta vừa tạo xong cái đó, một cái tài khoản đó. Vậy thì ở đây chúng ta đăng nhập thì chúng ta có thể đăng nhập vào cái tài khoản hoặc là ở đây tôi đăng nhập tài khoản của mình. Đã được tạo thì trong tài khoản này chúng ta sẽ thấy vào thì ở đây nó sẽ hiện tên của chúng ta được tạo, và khi đăng nhập lần đầu thì chúng ta sẽ thấy hiện lên một cái bảng như thế này. Vậy thì trong bảng này chúng ta phải nhập code của đơn vị cung cấp cho mình. Thì ở đây code của chúng ta có rất nhiều dạng code, thì ở đây chúng ta nhập vào dạng code có code 1 lần, 3 lần, 6 lần, 20 lần, 30 lần, 100 lần tùy vào dạng code của chúng ta nhập vào. Thì chúng ta sau khi nhập code vào ở đây thì chúng ta sẽ click vào test và chọn new test để chúng ta làm. Trong new test thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều loại để cho chúng ta chọn. Thì ở đây chúng ta có chọn tiếng Anh và tiếng Việt. Thì chúng ta sẽ chọn lại một cái phiên bản nào đó mà chúng ta cần. Ví dụ như tôi chọn 2016. Thì trong 2016 chúng ta sẽ chọn lấy nội dung mà chúng ta học. Ví dụ như tôi chọn Word. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy Word của chúng ta là có tổng cộng là 12 bài. Đúng không ạ? 12 bài. Đây.
thì chúng ta sẽ học từ skill 1 đến skill 2 đến skill 3. Sau đó chúng ta chọn project 1, project 2. Sau đó chúng ta sẽ lên chọn cho tôi đó là exam 1, exam 2 và exam 3. Thì tất cả các đối tượng chọn này chúng ta đều có đó là hai cái chế độ. Chế độ thứ nhất đó là chế độ training và chế độ thứ hai là chế độ testing. Trong chế độ training, đây là chế độ học và cho phép chúng ta có được những cái gợi ý hướng dẫn cho chúng ta sử dụng. Chế độ thứ hai đó là chế độ testing, cho phép chúng ta làm bài kiểm tra và không có gợi ý. Vậy ở đây là tôi đang chọn đó là tiếng Anh. Vậy nếu như tôi chọn qua là tiếng Việt, ở đây đang nhận tiếng sai, chúng ta đợi một chút xíu. Ở đây tôi giả sử mình chọn qua tiếng Việt. Thì trong tiếng Việt chúng ta sẽ thấy thứ nhất đó là quá ít bài, đúng không ạ? Ở đây ví dụ như tôi chọn đó là Word thì ở đây có rất ít bài để cho chúng ta sử dụng. Vì vậy chúng ta nên chọn cho mình đó là ngôn ngữ tiếng Anh để chúng ta học, thì nó sẽ có nhiều bài hơn để mà chúng ta thực hiện, đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy chọn qua ngôn ngữ tiếng Anh thì rất nhiều phiên bản cũng như là rất là nhiều bài để cho chúng ta thực hiện. Thứ hai, nếu như mà chúng ta thấy là chúng ta muốn làm lại bài của chúng ta đã chọn thì chúng ta không chọn new test mà chúng ta chọn vào phần ở đầu, thì nó sẽ hiện ra tất cả các bài mà chúng ta đã làm ở đây và chúng ta chọn lại để hạn chế số lần. Chúng ta sử dụng ở số lần mà phần code đã cho phép. Ở đây chúng ta sẽ thấy phần thứ hai ở test đó là say test. Trong say test sẽ hiện lên cho chúng ta đây là tất cả các bài mà chúng ta lưu lại và thời gian của chúng ta sử dụng ở đây. Chúng ta có thể chọn next để coi, đúng không ạ? Đây là tất cả các bài. Phần thứ ba ở trong phần test đó là chúng ta ở complex test. Trong complex test thì ở đây chúng ta sẽ thấy được đây là những bài mà chúng ta đã hoàn thành, kèm theo đó là số phần trăm chúng ta đạt được. Ở đây chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm đó. Đó là phần ở phần test. Chúng ta sẽ vào phần course. Ở đây đó là phần quản lý cho chúng ta. Ở đây tôi đã hết nên nó là nó yêu cầu là nhập code vào nên là chúng ta không coi được. Thì ở trong này sẽ cho chúng ta biết được các thông tin tiếp theo. Khi thầy cô và các em học sinh nhập code vào thì chúng ta sẽ thấy được phần để cho mình chọn, đúng không ạ? Phần giới thiệu về phần code của tôi để sử dụng Gmetric. Thì còn thêm một phần nữa đó là chúng ta khi chúng ta vào ở trong phần mềm, giả sử như tôi vào một cái bài mà tôi đang thực hiện ở đây, ví dụ như tôi lướt vào bài này, thì chúng ta sẽ chọn đó là Dallas về. Sau khi hiện lên chữ Continue, chúng ta nhấp vào Continue. Chúng ta sẽ đợi một thời gian để cho phần mềm load bài của chúng ta.
Khi lướt vào, chúng ta sẽ thấy gồm hai phần. Phần bên này là yêu cầu của chúng ta làm bài, và phần bên này đó là phần để cho chúng ta làm bài. Thì chúng ta sẽ đọc yêu cầu và chúng ta sẽ làm bên này. Chúng ta cần biết bao nhiêu thao tác, chúng ta sẽ căn cứ vào đó là động từ ở đây và từ in đậm, đó là từ khóa. Vậy thì chúng ta sẽ đọc động từ và từ khóa để chúng ta xác định là chúng ta làm được bao nhiêu thao tác. Thì trong phần training chúng ta sẽ có bóng đèn. Thì nếu như chúng ta không biết, chúng ta sẽ bật bóng đèn lên và chúng ta coi hướng dẫn của phần mềm cho phép chúng ta làm những công việc gì. Đối với phần testing thì bóng đèn này sẽ không có, nó sẽ được ẩn đi và chỉ có phần yêu cầu chúng ta làm ở đây thôi. Thì sau khi làm xong, chúng ta sẽ nhấn vào dấu mũi tên màu xanh ở đây để cho chúng ta qua câu tiếp theo. Thì đối với skill, chúng ta sẽ biết được đáp án của mình đúng hoặc sai liền sau khi chúng ta làm. Và đây là phần để cho chúng ta học. Đó, nếu như sai thì chúng ta nhấn vào try again để cho chúng ta làm lại. Qua đây tôi đã hướng dẫn cho quý thầy cô cùng các em học sinh một số thao tác cơ bản trên phần mềm Geometry. Mong rằng sẽ hữu ích cho quý thầy cô cùng các em trong quá trình luyện để thi chứng chỉ mốt. Cuối cùng, xin chào tạm biệt quý thầy cô.